Bắn lên đi anh. Từ từ để anh bắn cho coi. Mô hình này y như thiệt chứ có cả khói nữa nè anh. Đúng rồi, cái này anh mới múc được ở trên Super đó. Dạo này anh giàu quá ha, tiền đâu mà mua vậy? Không phải giàu đâu, tại vì con vợ của anh ở nhà nó chỉ anh có 1,2 triệu đơn giản mà không cần phải giấu quỹ đen. Wow, thích vậy. 9 tháng 9 này là ngày siêu mua sắm của Shopee đó. Đến ngày đó nha, có siêu nhiều mua chờ luôn. Nhưng mà có phở ghi ship không? Giá mắc cũng được nữa nhưng mà phải phở ghi ship đó nha. Sao mà hay cả rẻ quá à. Chẳng những phở ghi ship mà còn nhiều voucher từ sàn Shopee. Rồi thêm cả voucher từ người bán hàng nữa. Em cứ lên lấy hết đi. Rồi đúng 9 tháng 9 em dùng sớm là được 1,2 triệu luôn. Đó. Wow. Bắt tại chặn nha. Anh nghe em giải thích đi. Cô ngồi em ở đó. Còn mày, đã đi trong phòng vợ tao. Mày nói nhanh. Bình tĩnh đi. Nói nghe nè. Nói đi, không là mày không sống tao đâu. Anh yêu vợ anh đúng không? À rồi sao? Thì đúng rồi. Anh á thì anh yêu vợ anh. Tôi cũng yêu vợ anh. Tính ra là hai thằng mình một phe. Hà cớ làm sao mà hai thằng quánh nhau, đúng không? Ờ thế. Bây giờ hai mình đi nhậu đi. Chán. Đúng rồi. Ok không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.